gian trôi thật nhanh thế đây, thanh xuân ấy như mây trời bay. Nào đâu có hay kỷ niệm đeo bám bao vây, còn đó hàng vạn những thước phim đẹp mà tim chẳng nỡ đem ra. Hàng đêm bùa vây nỗi nhớ nhung thêm, phải về sau này anh mới thấu thấm dần câu yêu. Bỏ lỡ đi nét tranh vốn đang còn thiếu, phải chi mình đủ dũng khi nói ra. Đừng lặng im trước khi xa, để lại đoạn đường kia. Vi không nghĩ là mình là người bị loại sớm như vậy. Tại vì xét với tất cả các bạn nữ còn lại thì mình đâu thiếu cái gì đâu. Mình nghĩ là trong show này là truyền hình thực tế, xét về cảm xúc rất là nhiều, cho nên là đôi khi là chắc là mình trong một phút nào đó thì mình sẽ không hợp cảm xúc với những bạn nam còn lại. Cho nên là đó là một trong những phần lý do mà mình là người ra về đầu tiên trong show chương trình truyền hình thực tế này. Mình cảm thấy rất là tiếc cho Kiên, bởi vì Kiên và mình đều là những người bị loại khá sớm như vậy. Nhưng mà xét về mặt cảm xúc thì mình cũng khá bất ngờ về Kiên, bởi vì Kiên có không chỉ là có cảm xúc mà là có cảm xúc với rất nhiều người, và đồng thời bạn đó cũng là một dấu chấm hỏi khá là lớn đối với nhiều người. Tại vì thật sự là ít ai có thể hiểu được tính của bạn. Những ngày qua chỉ có 5 ngày ở nhà chung, nhưng mà thật sự là với Uy cảm xúc rất là nhiều. Uy khi mà nhìn lại thì Uy thấy mọi thứ rất là đẹp, rất lúc mà ở nhà chung thì Uy cũng rất là enjoy và những khoảnh khắc cùng với các bạn chơi, không chỉ là các bạn nữ và các bạn nam, mỗi người có mỗi tính cách khác nhau, thì Uy cảm thấy rất là may mắn khi mình là một trong những người chơi đầu tiên tham gia đảo thiên đường của truyền hình thực tế ở Việt Nam. Và Uy có cơ hội nói chuyện với các bạn và cũng như là giao lưu văn hóa, thì Uy rất là, phải nói là Uy có rất là nhiều cảm xúc. Và Uy khi mà Uy nhìn lại thì Uy chỉ hy vọng các bạn chơi, các bạn người chơi hãy hãy thẳng thắn với cảm xúc của mình, hãy lựa chọn lắng nghe công ty của mình thay vì lý trí. Thì Uy hy vọng các bạn người chơi sẽ tới phần nào đó thì các bạn có thể có đồng điệu cảm xúc với nhau và có thể ra về càng nhiều couple càng tốt. Đó là những điều mà Uy hy vọng ở sau chương trình thực tế này. Sau mai anh sẽ làm chung em nha. Like this thing. Làm chung em nha. OK, 대박. 서무어세 세 고고고. Yeah. And then 서무어세 고고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 고
Sau mùa sẽ có cơ hội. Sau này em sẽ làm chung em nhé. Chung em cũng có việc. Sau này anh sẽ làm chung em nhé. Sau mùa sẽ có cơ hội. Sau này anh
anh sẽ làm chung em nha. Mình nấu cuộn luôn rồi. Sau mưa sẽ câu câu bỏ. Sau mưa sẽ có câu gì? Sau mưa sẽ có. Sau mưa sẽ có. Sau mưa mưa. Sau mưa sẽ có câu bỏ. Sẽ có câu bỏ. Sau mưa sẽ câu câu bỏ. Có. Sau mưa sẽ có. Sẽ có. Sau mai sẽ câu câu bỏ. Câu bỏ. Sau này sẽ có câu bỏ. Sau này anh làm chồng em nha. Ê, sau này anh sẽ làm chồng em nha. Ok, Kid, today I'm gonna teach you some Vietnamese cute sure. words for beautiful Vietnam girls. Okay, thank you. Sounds like chưa? Sounds like. Hey, something you know it. Okay, let's go, let's go. Let's go. Teach you the first sentence, okay? Sau mùa xe có cơ vợ. Sau mùa xe có go vợ. Okay, the second word, the second line, yeah. Sau này, anh sẽ làm chồng. Anh sẽ làm chồng. Em nha. Okay, so we say it together. Okay. Sao sẽ chưa? Okay. Một, hai, ba, let's go. Sau mưa sẽ. Cái gì vậy bà nội? Okay, wait. Okay, so you ready, right? Okay, one, two, three. Sau mưa sẽ có cơ bông bông. Sau này anh sẽ làm chồng em nha. Chồng em nha. Okay, 대박.